Sau khi dự án nâng cấp mở rộng rail train thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành và đưa vào sử dụng, hàng loạt cây xanh bị đất đá, chất thải xây dựng vùi lấp gốc, nguy cơ bị bức tử. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, dọc tuyến đường rail train cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt có hàng trăm cây xanh các loại bị đất vùi lấp gốc. Di chuyển từ phía đầu đèo từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi xuống dưới, dễ dàng bắt gặp những cây xanh, chủ yếu là thông ba lá, một phần là các loại cây rừng khác đã bị đất đá vùi lấp. Tại một số vị trí, thông cổ thụ bị vùi lấp đã được các đơn vị đào bới đất khơi thông sâu khoảng 10cm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế vì phần lớn các gốc cây bị vùi sâu nhiều mét. Đây là khối lượng đất đá chất thải trong quá trình xây dựng nâng cấp, mở rộng rail train được san gạt xuống phía khu vực ta luy âm. Sau khi hoàn thành dự án, số lượng đất đá trên không được dọn dẹp trở lại nguyên trạng ban đầu. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đến nay đơn vị thi công chỉ mới khắc phục một số gốc cây rừng bị lấp đất quanh gốc cây. Vẫn còn tình trạng cây rừng bị lấp đất quanh gốc cây và chưa được đơn vị thi công khắc phục triệt để. Chỉ lấy một phần nhỏ đất xung quanh các gốc cây bị lấp gốc, tạo thành các hố xung quanh gốc cây. Do đó, để tránh tình trạng lấp đất làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây rừng hoặc làm chết cây, cần khẩn trương thanh thải vật liệu thừa, lấy toàn bộ đất ra khỏi các gốc cây rừng bị lấp đất quanh gốc cây do trượt sạt đất trong quá trình thi công dự án nâng cấp mở rộng rail train. Được biết, dự án nâng cấp mở rộng rail train do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả HHV, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả DCC là đơn vị trúng thầu thi công. Liên quan vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện việc khôi phục tình trạng ban đầu của đất, lấy đất ra khỏi vị trí các gốc cây bị lấp, không làm ảnh hưởng đến cây rừng. Tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh, trường hợp đơn vị thi công chưa khắc phục xong thì chưa nghiệm thu, thanh quyết toán công trình hoàn thành. Mọi tác động làm ảnh hưởng đến cây rừng liên quan đến việc vùi lấp gốc cây khi thi công dự án, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.